Kính thưa quý vị, anh ví em như quả đào mơ, nép mình trong anh như sợi tơ. Tơ vàng ống ả đang mộng đẹp, đẹp như tình của tuổi đôi mươi. Đó là những ca từ đầu tiên trong nhạc phẩm Sóng biếc cát vàng. Một nhạc phẩm được sáng tác lời bởi Hữu Ý Minh Trang, nhạc Tùng Ngân, và đặc biệt được phối trong một giai điệu rất là trẻ trung, pop Latin, hòa âm Music Sài Gòn bốn phương bên, thực hiện bởi nhà thiết kế áo dài Minh Trang Germany. Trình bày qua một giọng hát ngọt ngào, nữ ca sĩ Ngọc Hà. Xin mời quý vị cùng chúng tôi thưởng thức tiếng hát dễ thương này được quay tại phim trường Hải Đăng Music Sài Gòn, quận 10. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị. Anh ví em như quả đào mơ, trong anh như sợi tơ, tơ vàng ống á đang mộng đẹp, đẹp như tình của tuổi đôi mươi. Đào thương bên cánh rơi rơi nhẹ, anh nhặt trên tay nâng vuốt ve. Anh là sóng biếc em cát vàng, hồn cát vàng trong đêm mê, hồn cát vàng trong đêm mê. Tình kia muôn thuở khó phai mờ, xa lay cành trúc trăng phất phơ. Đêm về gợi nhớ hồn rung cạn, bờ mi khép chặt ngập hồn thơ. Em đến thăm anh bên nhau, ta dệt mộng thương yêu. Em e thẹn nhìn anh trong yên lặng, ta vẫn vương đời thôi cô yêu. Anh ở đây, em ở nơi đâu, tuy xa nhưng lòng vẫn bên nhau. Mặt cách là bên nghe nhịp thở, yêu nhau mỗi lúc thêm đậm sâu. Tình kia muôn thuở khó phai mờ, xa lay cành trúc trăng phất phơ. Đêm về gợi nhớ hồn rung cạn, bờ mi khép chặt ngập hồn thơ. Em đến thăm anh một buổi chiều, bên nhau ta dệt mộng thương yêu.